Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, hiện nay lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày thải ra môi trường cũng ngày một tăng nhanh. Theo đánh giá tại Vĩnh Phúc, mỗi ngày có tới hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt thải ra môi trường. Mặc dù công tác thu gom xử lý đã được tiến hành thường xuyên, song tại nhiều nơi vẫn còn tình trạng người dân bỏ rác tràn lan, không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan và làm ô nhiễm môi trường. Thực trạng này diễn ra phổ biến tại một số địa phương thuộc khu vực nông thôn, nơi điều kiện thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt vẫn chưa được tiến hành thường xuyên và triệt để. Việc bỏ rác không đúng nơi quy định đã dẫn tới hệ quả là sự xuất hiện, gia tăng cả về số lượng và quy mô các bãi rác tự phát, gây ô nhiễm môi trường cục bộ tại nhiều khu dân cư. Những vị trí này là nơi ủ mầm và lây lan dịch bệnh, tác động trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt và cuộc sống của con người. Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh có trên 30 bãi rác tự phát nằm rải rác ở các huyện, thành thị và chủ yếu tập trung ven các tuyến đường giao thông hoặc gần các thủy vực như ao hồ, sông ngòi, mương máng. Các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương, Bình Xuyên, Tam Đảo và thị xã Phú Yên là những địa phương có nhiều bãi rác tự phát với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Cá biệt có những bãi rác tự phát có quy mô tới hàng trăm mét vuông như bãi rác tại Cầu Vàng, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương. Bãi rác tại cầu Hương Sơn tiếp giáp giữa xã Thiện Kế với xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên. Bãi rác tại cầu Thượng Lập, xã Yên Lập và bãi rác ven quốc lộ 2, xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường. Hình ảnh quý vị và các bạn đang theo dõi là bãi rác tự phát ven quốc lộ 2A thuộc địa phận xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường. Tại đây, đủ các loại rác thải vẫn từng ngày tích tụ, gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông, ảnh hưởng trực tiếp tới người dân sinh sống và lưu thông qua khu vực này. Điều đáng nói là mặc dù chính quyền địa phương đã có những biện pháp để can thiệp, song tình trạng vứt bỏ rác không đúng nơi quy định tại khu vực này vẫn tiếp diễn. Hiện nay chúng tôi có đề nghị Ủy ban huyện cho quy hoạch bãi rác trên gần chỗ công ty Việt Pháp. Thế nhưng mà điều xem lại quy hoạch thì toàn bộ đất xã Tân Tiến chúng tôi, tỉnh đã quy hoạch làm chợ đầu mối mất 110 hectare, cho nên là cái đề nghị đấy không thực hiện được. Cho nên là chúng tôi phải đổ tạm một cái bãi rác ở ven quốc lộ 2, rất ảnh hưởng đến môi trường. Mà trong điều kiện là kinh phí môi trường của chúng tôi rất có hạn, trong 6 tháng đầu năm là chúng tôi đã thuê vận chuyển rác vào Vĩnh Yên đã hết cái kinh phí môi trường trên 200 triệu rồi. Thì từ giờ đến cuối năm này chúng tôi không có điều kiện nữa. Và cái giải pháp tới để khắc phục cái tình trạng môi trường này thì chúng tôi cũng có một cái đề nghị Ủy ban huyện sẽ cố gắng giúp xã trong cái việc quy hoạch một cái bãi rác tập trung cho hai thôn mới và thôn Đồng Nam. Điểm chung dễ nhận thấy tại những bãi rác này là có rất nhiều những chất thải nguy hại và chất thải khó phân hủy như túi ni lông, các loại vật liệu thủy tinh, sành sứ và vật liệu xây dựng phế thải. Vị trí thường là nơi tiếp giáp đường giao thông, tiếp giáp thủy vực. Tại những vị trí giáp danh giữa các địa phương nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Những bãi rác tự phát này không chỉ là mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng xuất hiện những bãi rác tự phát hiện nay là do một số địa phương còn gặp khó khăn trong việc chọn vị trí quy hoạch, xây dựng các bãi rác tập trung và đặc biệt là ý thức bỏ rác đúng nơi quy định của một bộ phận người dân còn hạn chế. Từ thực trạng báo động về hành vi bỏ rác không đúng quy định, thiết nghĩ các cấp các ngành chức năng, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để mỗi người tự hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng. Bỏ rác đúng nơi quy định để thu gom xử lý theo quy trình là hành động thể hiện sự văn minh, thể hiện ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cuộc sống cộng đồng. Đây là hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, và khi bỏ rác đúng nơi quy định là mỗi người đã cùng chung tay góp sức vì một môi trường sống xanh sạch đẹp.